liệu có đáp nó không? Ông ơi, sinh mạng một con người chứ không phải là hàng hóa đâu mà ông cho là bắt rẻ. Chính vì tôi coi mọi thứ trên đời này để có thể đổi trang bán mua, nên tôi phải trả giá cho cái sự thân bại danh liệt này phải chăng là không đáng lắm. Khi mẹ chúng mất đi cùng với sự thừa cứ, tôi đã tưới tắm và đắp điếm cho chúng. Nhưng không ngờ sự yêu thương chiều chuộng vô lối ấy lại là một sai lầm không thể nào cứu vãn được. Kìa, ông ơi, ông nhắc lại chuyện này làm gì ạ? Để sám hối. Thả tôi ra, thả tôi ra. Mẹ ơi, mẹ ơi, bố đi con. Ông Thiền, dạ. Ông phải vào trong thắp cho bà ấy nhà tôi một nén hương. Dạ. Bà ơi, tôi không làm tròn lời bà nghĩ thác trước lúc lâm chung. Tôi đã không nuôi dạy các con khôn lớn nên người. Cơ nghiệp một đời tôi gầy công ty dần giờ chỉ còn lại đông chung. Lo cho con từng bước nhỏ chắc
con sẽ từ bỏ cái trách một trắng trên người ấy. Chỉ vì nó mà bố dạy nó nỗi này. Chỉ vì nó mà con trở thành tất cả những sai. Nếu được như vậy, nếu được như vậy thì nó có chết ngay. Bố không còn gì nữa thật với con à. Bố ơi, muốn bỏ được cái thứ bột trắng chết người ấy thì ngày một ngày hai là chưa bỏ được đâu bố ạ. Như thế có nghĩa là bố ơi, bố ấy cho con một lần này thôi. Con xin bố, con xin bố. Hôn lên cả một đời người, bố đã cho tất cả các con. Bây giờ thì còn tấm thân già nuôi này, con không định lấy đốt nữa sao? Ông ấy rồi, ông ấy rồi. Điện đâu? Ông ấy điện đâu? Ông ấy điện đâu? À không, luôn, ông luôn ra được thôi. Ông điện đâu? Thằng này, tôi chết tôi dưới ông rồi, không bao gì. Ông ấy điện đâu? Cậu tán tâm lương tâm đến thế là cùng. Ông Thiên, vô ích thôi. Con xin lỗi bố. Ông còn sao rồi? Con không chịu nữa rồi. Ông ấy cho con tiền hoa sinh buồn. Con không chịu nổi nữa rồi. Bố liếng cả một đời rồi. Bố đã cho tất cả các con. Bây giờ nó có đào mới cả cái ngày này lên cũng không còn gì nữa đâu. Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra rồi. Hết rồi. Ông ơi. Kìa, cậu Hùng, đừng làm ra đây. Kẻ tôi, cậu biết gì? Hùng, để bắt hương thờ mẹ mày. Mày có đi cầm cố nữa sao hả con? Thờ mẹ, tôi thờ ở trong lòng nha. Dăm ba cái đèn hương, tắt vào cậu bơ nào mà chạy được. Tao giết mày, tao giết mày. Ngày xưa ấy, lúc ông còn khỏe mạnh, còn không bắt được một tôi nữa là bây giờ. Ô ngồi yên quỷ ở đấy đi. À, quay dậy đây. Ông viết đi. Viết gì? Gì chúc chứ còn sao nữa. Tôi trông thần sắc ông dạo này kém lắm. Ông viết gì chúc sớm đi là được. Kẻo nó lớp ấy, ông lăn đùng ra đấy. Anh em tôi cứ chia chác thế nào. Ai trên, ai dưới, ai trước, ai sau. Tôi sợ đến lúc đấy ấy, anh em huynh đệ tương tàn của người da sáo thịt. Ông viết đi lên nhá, lát nữa tôi lấy ấy. Viết đi. Ông Thiện. Dạ. Tôi có nên sống tiếp nữa không? Ông ơi, ông phải sống vì cậu Thái chứ. Cậu ấy cũng chưa đến lúc nào mà. Thằng Thái, từ hôm tôi nằm liệt giường tới nay, con thấy nó vác mặt về đâu cơ chứ? Cửa không khóa, mời vào. Ông ơi, nhà ta có khách không ạ? Kìa, cô Thủy, cậu Thái đâu? Lẽ ra câu này, tôi phải là người hỏi ông mới đúng chứ. Đưa vào đi. Dạ thưa ông, bởi vì ông đi vắng nên không biết. Đây là cô Lê Thủy, bạn gái của cậu Thái nhà ta đúng không ạ? Kìa, dạ. Ông chính là con xuống cái đại thái. Vâng. Thì sao cháu là? Kể từ
khi chúng tôi yêu nhau, đã rất nhiều lần đại thái muốn tôi đưa về ra mắt mẹ, nhưng vì giữ lời đối với bà, dập tốt nghiệp xong có công ăn việc làm ổn định, tôi mới được phép đưa bạn trai về nhà ra mắt. Ngày hôm qua tôi tình cờ về thăm mẹ, ông có biết chuyện gì đã xảy ra không? Đại thái đang có mặt ở nhà tôi, nhưng không phải với tư cách là con rể, mà với tư cách là chồng của mẹ tôi. Hơn thế nữa, vì quá tin yêu mù quáng nên hơn 1 tỷ đồng tiền mặt mẹ tôi đã giao cho hắn đổi ra vàng cất giữ. Đến khi sự việc bại lộ, giở số vàng ra thì toàn bộ là lòng mỹ ký. Mẹ tôi phần vì tiếc buồn, phần vì xấu hổ với thiên hạ, nên bà đã bị sốc và đang cấp cứu trong bệnh viện. Ngày hôm nay tôi đến đây để nói với các người về bộ mặt thật của hắn. Nếu như ông không thể dạy con, tôi sẽ nhờ người pháp luật. Chào ông. Ông Thiền. Dạ. Ông ấy đã đóng tất cả các cánh cửa lại. Tôi cũng muốn Thiền Hảo chứng kiến những cảnh nhớ nhất bẩn thỉu của cái gia đình này. Kìa, ông Thái đi đâu, ở đâu, giờ này mới về lại còn say khướt thế này. Ông quản gia đây à? Đây là gì phụ già tôi có già không? Trời ơi, cậu say đến nỗi không còn nhận ra ai đi sao? Sao? Nhìn kỹ lại đi, chỉ vì các cậu mà ông nhà ra nông nỗi này đây. Ông nhà đã cạn tình, cạn lý.
ngay đến cả sợi dây xích này cũng không giữ nổi chân cậu ấy. Hết cách rồi cậu ơi. Ông quản gia, ông hãy cất giữ số tiền này cho thật cẩn thận để lo ăn uống thuộc hàng cho bố tôi. Tiền lừa đảo hơn 100 cây vàng mỹ ký có phải không? Cậu Thái ơi, cô Thùy Nghị cô ấy vừa đây ra. Anh định bảo tôi cất giữ số tiền này để sống nốt quãng đời còn lại. Không, bây giờ thì tôi đã hiểu được một điều. Đừng bao giờ vơ vét nhặt nhạnh những cái gì không thuộc về của mình. Vì cái gọi là của chùa ấy đắt lắm. Đắt như chính cuộc đời của tôi đây này. Anh hãy đem số tiền ấy trả lại cho người ta. Vậy là bố đã biết hết cả rồi. Còn khốn nạn là đốn mặt thế đấy. Bố đã gặp đến tận cổ rồi. Còn không còn con đường nào khác quay lại và nhìn ai nữa. Vậy biệt tiền tái con.